Xuống. Có chuyện gì thế ạ? Tao bảo đi xuống. Xe làm sao ạ? Mày có biết tao đi ăn cỗ, tao phải ngồi mâm dưới vì cái loại cá đâu không con như mày không? Ha? Em... Cả họ xỉ vả tao, nói tao không biết đẻ con là tại ai? Em... Mày nhìn chúng nó chưa? Lấy vợ có 1 năm, 2 năm chúng đẻ con rồi. Mày về nhà tao bao lâu rồi? Ha? Tốt nhất đi, mày biến được con đứa tao đi. Anh ơi. Mày cút đi. Từ nay mày không phải vợ tao nữa. Mày nghe rõ chưa? Đuổi nó đi là được rồi. Động chân động tay làm gì? Mang tiếng ra. Anh ơi, anh đừng đối xử với em như vậy. Mẹ, mẹ ơi. Cô cút khỏi nhà này là đúng rồi đấy. Nhà tôi không chứa cái thứ gái độc không con. Mẹ, tại sao mày lại nói như vậy ạ? Tôi nói không đúng à? Còn tôi cưới cô về, cô làm dâu cái gia đình này mà ngay cả cái thiên chức làm mẹ cô cũng không làm được thì cô ở lại đây làm gì? Ngày trước mẹ đối xử với con tốt lắm mà, sao bây giờ mẹ lại như vậy ạ? Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ nói giúp chồng con một câu đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ cứu con mẹ ơi. Tại sao à? Mày biết tại sao không? Vì mày không đẻ được con, mày hiểu chưa? Cút, cút ra khỏi nhà. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Cút đi, cút ra khỏi nhà ta, cút đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ yên tâm, con sẽ kiếm cho mẹ đứa con dâu biết đẻ, sinh cho mẹ cháu đích tôn. Đời con không thể nhục nhã nhảy được. Cuộc sống của con ổn hơn chứ? Con ổn hơn rồi ạ. Ổn hơn là tốt rồi. Mẹ, có phải mẹ biết chuyện rồi đúng không ạ? Mẹ biết chuyện. Nhưng mà tại sao mẹ biết chuyện rồi mẹ vẫn... Con dâu à, mẹ vào dọn phòng. Con xem có quần áo bẩn không? Đưa hết đây mẹ giặt cho. Thôi, mẹ cứ để đấy, tí nữa con giặt đó. Này, hai vợ chồng vừa đi khám, kết quả thế nào rồi? Dạ. Kết quả thế nào rồi? Dạ chưa có kết quả. Thế à? Dạ. À con dâu này, tủ lạnh nhà mình hết đồ ăn rồi. Con xem xuống siêu thị mua ít đồ ăn lên đây, hai mẹ con mình nấu cơm ăn. Dạ vâng, để con đi mua, con về con nấu, mẹ không phải nấu đâu ạ. Ai nấu mà chả được, cứ đi mua đã nhá, đi đi nhá.
Thằng Hải con trai mẹ, nó là thằng vũ phu gia trưởng. Mẹ nghĩ rằng khi nó lấy vợ về rồi, nó sẽ thay tính đổi nết. Nhưng không ngờ nó đối xử với con quá tàn nhẫn. Việc con rời xa nó sẽ tốt cho con hơn, con sẽ không bị khổ nữa. Mẹ, con là đứa con dâu tốt, hiếu thảo. Việc làm tốt nhất từ trước tới nay của thằng Hải là lấy được một người vợ như con. Nhưng nếu cứ giữ con lại thì thiệt thòi cho con quá. Mẹ đừng nói như thế ạ. Từ giờ mẹ sẽ coi con là con gái của mẹ. Có việc gì cần mẹ giúp đỡ con cứ nói, đừng ngại nhá. Dạ. Đứng lại. Sao? Bố mẹ cô không dạy cô gặp người lớn phải chào hỏi à? Không, có bố mẹ đâu mà dạy, trẻ mồ côi mà. Vừa lòng bà chưa? Mày láo quá. Nếu vậy hôm nay tao sẽ là người dạy dỗ mày. Mẹ, mày... sao mẹ suốt ngày hằn học với bạn gái con thế? Cô ấy đang có bầu đấy. Ôi đau thế. Mày, sao mày ngu dốt thế hả con ơi? Em vào nhà đi. Anh dạy lại mẹ anh đi nhá. Chắc là lớn lên mẹ anh không có người dạy. Mày... mẹ, tại sao mẹ đánh con? Bạn gái con đang ở đây mà. Tao đánh vào mặt thằng ngu dốt để cho mày sáng mắt ra. Tao nói cho mày biết, tao chỉ có một đứa con dâu là con Ý thôi. Cái nhà này cũng vậy, chỉ có một đứa con dâu là con Ý. Còn con khốn nạn kia, lát nữa mày phải tống cổ nó ra khỏi cái nhà này. Tại sao bây giờ mẹ bênh nó? Nó làm con nhục nhã thế mẹ không thấy à? Chính mẹ đuổi nó đi cơ mà. Tao đuổi nó đi vì tao thấy là cái loại mày không xứng đáng có một người vợ tốt như nó. Còn nó không làm mày nhục, mày phải tự biết nhục. Mẹ nói thế là sao? Nhẽ ra tao cũng không muốn nói đâu, nhưng mà mày đọc đi. Quá lắm tao mới phải nói đấy. Vô sinh, chuyện này là sao? Mẹ lừa con đúng không? Mày lấy được con Ý là may mắn, là phúc cho cuộc đời mày lắm. Nhưng nhà này vô phúc nên không giữ được đứa con dâu tốt như con Ý. Còn từ hôm nay tao tịch thu lại ngôi nhà này. Từ giờ mày phải tự lo cho cuộc sống của mày. Tài khoản của mày mẹ cũng chặn luôn. Còn bây giờ mày vào lôi ngay con yêu tinh thần nữ kia, cút ra khỏi nhà tao.